Xin chào các bác, các anh chị và tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi đang trồng những cây vũ nữ, lan vũ nữ giống. Thời gian qua mặc dù Duy Anh cũng đã chia sẻ ở trên các bài đăng của mình khá là nhiều cái nội dung về trồng vũ nữ rồi, nhưng mà các bác mỗi lần mua hoặc là chúng ta vào xem một cái video nhưng không biết các video khác ấy, thì lại hỏi. Thì hôm nay tôi tiếp tục làm một cái bài ngắn để chia sẻ với các bác anh chị và tất cả các bạn cái cách để chúng ta vào một cái chậu từ những cây phôi bằng thế này hoặc nhỏ hơn hoặc là to hơn như cái khóm thế này. Các mọi người thì cũng lưu ý nhé, khi chúng ta mua cây thì chú ý là mỗi giống cây nó khác nhau đấy. Hầu hết các loại vũ nữ, mấy chục loại vũ nữ thì nó thân lá nó đều có sự khác nhau khá là nhiều. Như tôi bây giờ hầu hết là cũng phân biệt được khá nhiều rồi. Nên là khi mua trên mạng chúng ta mua cây con thì rất là phải lưu ý, chứ nhiều bác cũng đã nói rất là đáng buồn là mua cứ toàn là bị lừa thôi. Nó gửi cho vũ nữ thì còn tốt, 10 loại nhưng mà nó cùng một giống vũ nữ thì vẫn còn tốt hơn là nó gửi cho chúng ta những cây ở trên rừng như cây thanh đạm chẳng hạn, hoặc một số loại cây ống điếu hoặc là các loại lan khác ở rừng mà về trồng rất là khó sống và nó cũng không có hoa, khó có hoa, thì cái đó còn đáng buồn hơn nữa. Do vậy là mọi người cần phải lưu ý, cái gì nó quá rẻ thì cũng phải nghiên cứu một chút, bị lừa rất nhiều. Và khi mua cây giống như thế này thì có những nơi họ bán là 28.000 một cốc thế này, hoặc là 30.000 một cốc. Nhưng mà nếu như mà mọi người cứ so sánh như thời gian vừa rồi á, tôi không muốn bán cái này đâu, bởi vì là mua cái này cũng nhập về cũng đắt rồi. Bây giờ bán mà bằng cái giá mình nhập thì nó cũng là vừa mất công lại vừa nó không có cái lợi cho các bác. Thực tế là chúng ta mua một cái cốc này về trồng rất là lâu mới trở thành một chậu có hoa. Thì tôi đã từng tách những cái khóm như thế này, ví dụ khóm sô-cô-la 3 thân như thế này thì 60.000, thì nó hơn rất là nhiều so với lại một cái khóm, một cái cốc như thế này. Đấy, mọi người cứ để mà xem, như giống như là cái người tí hon với người khổng lồ. Nên là các bác là tôi bán cái này thì như một cái khóm sô-cô-la như thế này, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì nó sẽ lên được một cái ngồng hoa. Thông thường người ta trồng vào cốc thì người ta bán 130 đến 150 một chậu rồi. Thì các bác mua những cái khóm như này nó có lợi hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi mua những cái cốc như thế này. Nhưng mà tôi thì cũng không có nhiều để tách bán đâu, thi thoảng thì tôi mới tách một đợt chứ cũng không có nhiều. Nên là các bác mua thì theo tôi nên tìm, nếu ai có khóm mà tách bán là chúng ta mua như thế này nó lợi hơn rất nhiều. Còn bây giờ tôi chia sẻ cái cách để chúng ta vào chậu một cái cây vũ nữ nhỏ như thế này nhé. Về chậu trồng thì chúng ta có thể sử dụng là chậu nhựa. Chậu những cây giống thì chúng tôi thường trồng để bán thì dùng những chậu nhựa nhỏ. Và đối với vũ nữ ấy, thì nó là cái dòng, đa số các loại vũ nữ là dòng rễ chùm và rễ nhỏ, gọi là rễ chỉ ấy, nó nhỏ thôi. Thì chúng ta nên sử dụng các cái, nếu trồng chơi thì nên dùng chậu là có lỗ, chậu có lỗ như thế này này, có lỗ hoặc nan để cho nó thoáng khí và để cho rễ nó ăn ra. Còn đối với chúng tôi trồng để bán ấy, thường là trồng cái cốc nhựa mềm này này, nó thuận lợi cho quá trình, thứ nhất là giá thành rẻ, thứ hai là nó thuận lợi trong quá trình đóng gói vận chuyển. Hoặc là có thể trồng những chậu nhựa cứng như thế này nhưng mà kích thước của nó là nhỏ, vì một thời gian trồng là chúng tôi sẽ nhổ ra và khi nó lớn thì là nhổ ra và sang một cái chậu lớn hơn, chứ không, đối với phụ nữ thì không trồng cây nhỏ mà chúng ta trồng vào một cái chậu to đùng là không nên, và mọi người chơi cũng như vậy. Nếu ta chơi thì chúng ta dùng cái chậu nó cũng chỉ lớn vừa vừa thôi, chứ đừng có lớn quá. Khi mà nó lớn quá thì nó vừa lãng phí giá thể rồi nặng dàn rồi, và nó không có tác dụng đâu. Đối với rễ là nó thích ăn quanh quẩn ở trong cái
khóm rắn thể này khi mà nó đẻ ra nhiều thân thì chúng ta lại tiếp tục nhổ ra, chúng ta thay sang cái chậu khác, chứ cũng không nên là trồng cái chậu nó to quá nhìn nó xấu. Còn về giá thể thì thông thường nhất vẫn là dùng hai cái loại này, vỏ thông và than củi, kích thước nó khoảng tầm 2 x 3 cm thôi là vừa, hoặc có thể nhỏ hơn cũng được. Những cây mà rễ càng nhỏ thì giá thể nó càng bé. Hiện nay tôi thường dùng lẫn với các giá thể khác, đó là cái sợi chỉ dừa này. Mọi người biết là bên Thái Lan ấy, họ sản xuất ra cái giống cây lava này. Họ cũng dùng một, khi mà ra cây phôi ấy, họ cũng dùng cái giá thể rất đơn giản, đó là chỉ dừa. Đấy, họ chỉ quấn như thế và họ quấn như thế này và họ dắt vào đây rất là đơn giản, khỏe. Thì bây giờ thời gian qua thì tôi cũng đã trồng cái chỉ dừa này với nhiều loại lan rồi, tôi thấy cũng rất là hợp lý. Tuy nhiên chúng ta không sử dụng quá nhiều cái sợi chỉ dừa này, mà chúng ta dùng cái lượng vừa phải, quấn tăng vào đây một tí, sau đó bỏ vào chậu. Đây là cái chậu phi 10, thì chúng ta chỉ cái này, cái chỉ dừa này chỉ ở một cái mức độ nào đó thôi, để chúng ta chừa cái không gian cho việc chúng ta chét các giá thể khác nữa. Sau khi bỏ cái này chúng ta đổ ít giá thể xung quanh và chúng ta cho một ít giá thể cứng là vỏ thông hoặc là than củi vào xung quanh và nền chặt. Không cần bỏ quá nhiều giá thể. Đấy, mọi người chỉ để nó vơi vơi thế này thôi. Còn để cái phần gốc cây nó trồi lên. Đấy, đây cái này là cái dừa nó phủ lên một chút thôi, còn thực ra nó đang còn như cái gốc phôi ban đầu. Và sau này cây nó lớn lên một chút, khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng thì khi mà rễ mới nó ra, cây ổn định rồi, rễ mới nó ra thì chúng ta sẽ bỏ phân xung quanh đây. Và mọi người chú ý này, đây là một cách trồng vô cùng đơn giản. Đó là chúng ta nền chặt thì chớ, nếu không nền chặt thì cây nó vẫn đứng rất là vững, bởi vì nó có cái chỗ dựa, đó là cái chỉ dừa, và xung quanh là có những cái hòn than hoặc là những cái vỏ thông. Nếu vỏ thông nó đã giữ chặt cho cây đứng rồi, thậm chí mọi người thấy là tôi vừa trồng nhưng tôi vẫn có thể nhấc cây lên được. Đấy, không hề lung lay, chúng ta không lo nó phải lung lay trước gió đâu. Như thế này thì cây phát triển rất là ổn định. Đó, khi trồng cây một cái yêu cầu rất quan trọng để cho cây nhanh phát triển thì cái độ vững chắc của nó là phải đạt được đầu tiên. Sau đó chúng ta mới tính đến việc là tưới tắm rồi phân thuốc. Có một cái lưu ý mà tôi cũng thường nói ở trong những cái bài chia sẻ của mình ấy, là mọi người không nên quá vội vàng việc bón phân hay là tưới một cái chất gì cả. GE hay nha đam hay là các cái thứ thì chúng ta cũng chưa cần thiết đâu. Đầu tiên cứ tưới nước bình thường đi, cho cây nó ổn định lại một chút, một thời gian, rồi sau chúng ta bón gì thì bón. Đối với phân hóa học cũng như phân hữu cơ thì sau khoảng tầm 20 ngày đến 30 ngày thì mọi người hãy bón. Bón thời gian đầu này nó rất là dễ gây cho cây bị sốc, cây nó chưa ăn được đâu. Để khi nào nó có biểu hiện ra rễ thì chúng ta hãy bón. Còn những ai bón phân, bón lá thì cũng được, nhưng mà phải cái hàm lượng nó rất là loãng. Chúng ta nên để cho cái gốc cây nó trồi lên thế này nhé, đừng có bỏ nó phủ lên. Đấy, tôi xin chia sẻ với mọi người một chút về cái cách vào chậu đối với những cây phôi, cây giống. Kể cả khi mà chúng ta tự tách khóm hoặc là chúng ta tự nhân lên những cây từ một cái thân già, nó có trở thành những đẻ ra những cây con ấy, chúng ta trồng cũng tương tự như vậy thôi. Xin cảm ơn tất cả các bác, các anh chị em và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.